Vâng. Đây là một chiếc Trail Blazer thì đời khoảng độ 2019, 2020, 2019 ạ. Thì cái đèn nguyên bản của chiếc xe này thì đang là đèn halogen, chóa halogen. Đây anh em nhìn thấy đấy, nó chóa halogen như này ạ. Và bác chủ có đến bên em và bác chủ đợt trước đã nâng cấp ở một cái đã mua bóng về để tự lắp nhá. Con bóng LED này cũng khá là sáng. Nhưng mà do cái anh ấy chủ đi đêm rất là nhiều nên là không đủ cái cường độ tăng sáng cho chiếc xe của mình. Nên bác chủ đã quyết định qua và chọn bên em là một cặp X-Line V30. Đấy. Thì đây là cái quá trình bên em đã nâng cấp và căn chỉnh xong. Đấy, khi qua hệ thống Auto 365 hoặc Alcala Thái Nguyên thì bác có thể nhìn thấy một cái giải tia laser cái như kia và có để làm gì, có tác dụng gì ạ? Đầu tiên là nó sẽ là để căn chỉnh so với cái đèn đo cái độ mức cao thấp của chiếc đèn nguyên bản của xe này, và thứ hai là căn chỉnh cái độ mặt cắt, cái độ trụm của đèn. Đấy. Và thứ ba là bây giờ cái cơ chế đăng kiểm đã được nới rộng đến 15 tháng 1 này thì cơ chế đăng kiểm đèn và mặt ca lăng sẽ nới rộng và những cái đèn đấy nó sẽ không còn là cái quy chuẩn để mà không cho phép đăng kiểm nữa. Đấy, là anh em có thể thoải mái anh em nâng cấp đèn cho em đi cho nó an tâm ạ. Đấy, đèn sau khi lắp đặt xong thì có lắp được vào vị trí và cố định bằng ốc. Đấy, cố định bằng ốc này, cái này thì đấy, đây sẽ được cố định bằng ốc như này. Đấy, bốn chân ốc này rất là chắc chắn, đảm bảo cho anh em là đi đường không bao giờ bị rung lắc hoặc là rụng ra đèn ra này. Và có một cái chụp như này, cái chụp này bên em đã cắt tỉa, thợ kỹ thuật bên em đã cắt tỉa rồi. Đấy. Và con đèn này, nhựa này là cái chụp si này sẽ là nhựa si chống cháy nên là anh em yên tâm sử dụng trong vài năm, 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm thì cái chụp si này vẫn đảm bảo cho anh em là không bị xuống màu, không bị chảy ra. Đấy. Lắp vào đây che đi cái phần khiếm khuyết mà khi mà đã độ đèn lên rất là thẩm mỹ, nhìn như những cái xe nguyên bản của đời cao. Đấy. Và thứ hai, khi mà độ đèn bên Agala Thái Nguyên thì anh em sẽ nhận được một cái bộ dây điện như này. Đấy, một bộ dây len này chuyển điện này. Tất cả đều được bọc gen chống nhiệt chống như này, như theo nguyên bản của nhà sản xuất. Anh em có thể thấy là nhà sản xuất cũng có gen chống này, thì bên em khi là thi công lắp đặt đèn cho anh em cũng có những cái bộ dây như này để mà lắp đặt cho anh em, đảm bảo cho anh em là cái vấn đề về thi công về điện đóm đảm bảo an toàn cho anh em di chuyển những cung đường dài mà không bị ảnh hưởng gì. Đấy. Và cái con đèn này thì được nâng cấp một bộ X-Line V30 Ultra, công suất cốt rất là khủng, công suất cốt lên đến 70W và công suất pha lên đến hơn 80W, cho ra cho anh em đi những cung đường đèo núi. Con này cốt cực kỳ rộng đấy, thì cho ra đi cho anh em ánh sáng đi những cung đường đèo núi mà mở gốc pha thì con này đảm bảo cho anh em là đủ sáng, đủ rộng và đủ để quan sát. Với tầm tài chính 10 triệu thì anh em nên hãy tham khảo cái dòng X-Line V30 này cho em. Đấy, lắp đặt nhiều dòng xe mà có bi rồi thì sẽ lắp đầu zin, những cái chức năng liếc nguyên bản của xe sẽ được giữ zin hoàn toàn. Và những cái bộ đèn anh em có thể đến Auto 365 để nâng cấp và tất cả sẽ là giữ zin. Đấy, giữ zin nguyên bản theo xe, trừ những cái dòng halogen như này thì sẽ phải quét chóa nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em về cái tính thẩm mỹ và độ chắc chắn. Đấy. Đấy, anh em có nhu cầu độ đèn thì hãy qua Alcala Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng để được nâng cấp độ đèn, tư vấn và tham khảo trực tiếp những cái mẫu họ đèn đang hot nhất hiện nay, vì hệ thống 365 đang là hệ thống chuyên về nâng cấp đèn. Đấy, với 65 cơ sở trên toàn hệ thống, trên toàn nước quả cả nước. Đấy, thứ nhất là vấn đề bảo hành và hẹo tỏi cho anh em rất là đảm bảo an toàn, an tâm cho tất cả anh em. Đấy, anh em nhu cầu độ đèn ở tại Thái Nguyên thì hãy qua Agala Thái Nguyên hoặc Auto 365 Thái Nguyên để được trải nghiệm. Vâng, xin chào tất cả anh em.